Sáng mùng 3 tháng 8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban tháng 7 năm 2023. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và Thiếu tướng Phạm Trường Sơn cùng dự có lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tổng tham mưu. Tháng 7 vừa qua, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước. Chỉ đạo tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp của Trường sĩ quan lục quân 1 đạt mục đích yêu cầu đề ra. Các cơ quan đơn vị tiến hành điều chỉnh tổ chức lực lượng đúng quy định, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho các đơn vị toàn quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao, kịp thời tổ chức huy động lực lượng phương tiện tham gia ứng phó phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng tháng 8, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị triển khai toàn diện, bảo đảm chất lượng vững chắc Quá trình thực hiện có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát thực tiễn, có các giải pháp đồng bộ linh hoạt, tổ chức thực hiện quyết liệt, triệt để hiệu quả. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng đề nghị thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, biên giới đất liền, trên không, trên biển, tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tuyên truyền ngăn chặn tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển và bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển của Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị chủ động tham mưu đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Phối hợp với lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ cứu nạn ở các cấp chủ động nắm chắc tình hình tham mưu đề xuất sử dụng lực lượng phương tiện xử lý kịp thời các tình huống trong mùa mưa bão cùng với đó tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác dân quân tự vệ đối ngoại quốc phòng kế hoạch đầu tư tài chính kinh tế quốc phòng công tác chiến lược quốc phòng khoa học công nghệ quân sự lịch sử quân sự thanh tra pháp chế